Xin chào các bác, em là Linh Đồ Đồng đấy ạ. Thì hôm nay là em cũng vừa hoàn thiện xong một cái bộ đỉnh đồng vàng 60cm. Thì trước khi em gửi cho bác khách của em sẽ quay một cái video để cho các bác xem chi tiết, xem trực quan hơn cho cái bộ đỉnh đồng vàng như thế này. Và em cũng nói luôn cho các bác là có rất là nhiều bác mình đang hiểu sai cái vấn đề đó là một bộ đồ thờ như thế nào. Thì bộ đồ thờ ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Thường thì theo các bác nghĩ là một bộ đồ thờ nó sẽ gồm đầy đủ hết cả đỉnh, hạt, nến, và bát hương hay là lọ hoa các thứ, thì nó là không phải. Ở đây là một bộ đỉnh đồng ngũ sắc. Mình sẽ gọi là đỉnh đồng ngũ sắc bởi vì ở đây là nó sẽ có 5 sản phẩm. 5 sản phẩm chính cho một bộ đồ thờ ngũ sắc. Đó chính là một đỉnh đồng, 2 hạt và 2 nến, thì nó là 5 món. Còn những cái sản phẩm riêng biệt như là mâm cháy cây hay là bát hương hay là ngai chén thì nó là mua riêng, nó là phụ kiện đồ thờ tính riêng, nó không nằm trong một cái bộ đỉnh đồng ngũ sự như thế này. Nên là các bác tránh nhầm lẫn cái việc này cho em nhé. Khi mà các bác hỏi em cái bộ đồ thờ hay là bộ đỉnh đồng ngũ sự thì em đã luôn mặc định cho các bác đó chính là cái bộ đỉnh đồng như thế này. Nhưng mà nhiều bác là mình cứ hiểu sai và cứ bảo là sao một bộ đồ thờ tôi mua lại không có bát hương, không có đĩa quả, không có lọ hoa thì tôi thờ như thế nào. Thì cái này là các bác sẽ phải lấy thêm những cái phụ kiện riêng. Và cái bộ này của bác khách của em là cái bộ cao 60cm, chiều cao 60, tức là chiều cao từ chân đế đến nắp nê là 60cm. Và chiều cao của đôi hạc tính từ dưới chân hạc cho đến bông sen là 62cm. Và chiều cao của cặp chân đèn là 45, từ đây lên nắp đèn là 45cm nha các bác. Và hiện tại là các bác mua những cái bộ đỉnh thờ bên em sẽ được tặng kèm hai cái cốc nến hoặc là hai cái đài sen nến. Hai cái đài sen này các bác có thể để lên trên cái cặp chân đèn như thế này, và các bác sẽ thắp nến lên trên. Các bác thắp nến hoặc là nhà mình mà dùng những cái cốc nến nhỏ ấy, các bác có thể để lên trên đây để các bác thắp nến thì nó rất là đẹp. Đây là quà tặng thêm của em khi mà các bác đặt những cái bộ đỉnh đồng như thế này. Em sẽ tặng riêng cho các bác một đôi đài sen nến. Và cái bộ 60 này chỉ phù hợp với những bàn mà có kích thước trên 1m8. Cụ thể là bàn phải ít nhất của các bác có thể dùng cái bộ này đó là 1m8, và rộng nhất là đến 2m2, tức là nó nằm trong cái khoảng đó là các bác sẽ dùng cái bộ 60. Còn những bác mà mình có kích thước bàn thờ khác thì khi gọi điện tư vấn em sẽ báo cho các bác cái bộ đỉnh thờ hợp nhất với bàn thờ nhà mình. Và bên em là cũng đang miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Nên là các bác mà ưng những cái sản phẩm như thế này, các bác cứ liên hệ với em sẽ tư vấn và báo giá và miễn phí vận chuyển về tận nhà để các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác mà quan tâm, các bác để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận cho em, hoặc chủ động liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.